Tại concert chạm trái tim khán giả, diễn ra đúng dịp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Hamburg tròn 25 tuổi. Đêm nhạc khi ta 25 với sân khấu sang trọng, ánh sáng đẹp, nhạc hay đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Tuổi 25 tươi trẻ, nồng ấm yêu thương cùng những thổn thức trong trái tim lấp lánh đầy áp hoài bão và ước mơ, đã được Hamburg truyền tải đến các khách hàng, đối tác thông qua những bài hát, những bản nhạc được chọn lọc kỹ càng, chương trình được giàn dựng công phu, giao tính nghệ thuật với sự đóng góp của nhạc sĩ tài hoa, tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh đạo diễn âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, Hồ Hoài Anh, dàn ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng gồm Đàm Vĩnh Hưng, Sơn Tùng MTP, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Vũ Cát Tường đã không chỉ mang tới cho khán giả những bản hit đi cùng tên tuổi các nghệ sĩ mà còn có những giờ phút giao lưu thân thiết với khán giả, cống hiến cho các khách mời một đêm nhạc ngập tràn cảm xúc trong không gian lãng mạn và đẳng cấp của đêm nhạc. Ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Hamburg chia sẻ, 25 năm qua, từ một ngân hàng chỉ với 25 người và với 20 tỷ vốn điều lệ, Hamburg tự hào trở thành một tập đoàn tài chính đa năng, là một trong năm ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam. Tổng giám đốc Hamburg cũng cho biết, tại dấu mốc 25 năm thành lập, đúng ngày mùng 4 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Hamburg đã công bố nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình trở thành một ngân hàng thông minh, chuyên nghiệp.